not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll share. Falls in love, we'll let her go, and I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you, we'll have it all new. You look so beautiful.
không lẻ loi. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. Từ ngày em vẫn luôn mong chờ anh cuối con nơi cuối nụ con đường, trao nhau ánh mắt mộng mơ, từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. La 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 la. Come and
Ngọc xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu Hải Bắc, trưởng đoàn đại diện của hai bên gia đình sẽ hiện diện trên sân khấu ngày hôm nay. Chúng tôi rất mong muốn quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào mừng. Và bọn Ngọc xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác đại diện của gia đình họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời. Lời đầu tiên, cho phép tôi xin thay lời gia đình họ nhà trai xin cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình và chu đáo của gia đình họ nhà gái. Đồng thời xin cảm ơn tất cả quý vị, các cô dì, chú bác đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình đến để chung vui ăn trầu uống nước cùng với hai gia đình họ nhà trai và họ nhà gái và chung vui cho công việc của cháu Công và cháu Quỳnh. Ông bà yên quý là sinh hạ ra cháu Công, nay cháu đã lớn và trưởng thành, cháu qua một thời gian quên biết cháu Quỳnh và được gia đình hai bên tạo mọi điều kiện vun vén, được sự nhất trí của hai gia đình và được sự nhất trí của chính quyền địa phương. Hôm nay là ngày lành, gia đình chúng tôi có tổ chức cây trầu trước là kính báo tổ tiên họ nhà gái, đồng thời cũng xin phép các cụ cho cháu Công được làm con làm cháu và xin cháu Bảo Quỳnh về làm dâu con của ông bà yên quý và là cháu của gia đình họ nhà trai chúng tôi. Một lần nữa xin các cụ chấp nhận lễ vật này, xin trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, và ngay sau đây sẽ là một cây trầu để thể hiện cho tấm lòng thiện tình của gia đình họ nhà trai dành cho họ nhà gái ngày hôm nay. Xin được mời bác đại diện của gia đình họ nhà trai sẽ cùng cho cây trầu cho đại diện của gia đình nhà gái ạ. Kính thưa các cụ, công, các bà và khách quý, cả hai gia đình nội ngoại ba bể bốn bên, đoàn đại biểu, các cụ, công, các bà, khách quý, xóm bến và các bạn nam nữ thanh niên họ nhà gái, xin chúc các cụ, công, các bà, họ nhà trai một lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cụ Công, ông bà Uyên Uy ở khu 3 thôn Tiên sinh ra cháu Công. Ông bà Mai Đào ở khu 4 thôn Đoài sinh ra cháu Quỳnh. Hai cháu trưởng thành, tin và hiểu được sự nhất trí của hai bên bố mẹ và các cụ hai bên nội ngoại. Ngày hôm nay được phép của cơ quan chính quyền địa phương thị trấn Yên Lạc, hai bên đồng tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Vừa qua được sự nhất trí của ban tổ chức là giới thiệu đại biểu, một vị đại biểu của họ nhà trai có cái lễ xin dâu. Tôi thay mặt cho các cô, công, các bà và các vị khách quý, các bạn nam nữ thanh niên họ nhà gái xin chấp nhận cái lễ xin dâu, xin chân thành cảm ơn. Quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng cho đại gia đình hai bên kể từ ngày hôm nay đã có sầu hiền và giải thảo. Và chúng tôi xin được kính chúc và xin được mời hai bác sẽ cùng dành cho nhau một cái bắt tay. Vâng ạ, xin được chúc cho tình thông gia của hai bên gia đình sẽ được gắn bó và bền chặt trăm năm. Chúc mừng đại gia đình kể từ ngày hôm nay. Trên sân khấu lúc này là đôi tân lang tân gia nhân lộng lẫy đẹp nhất
trong buổi lễ phục quỳnh ngày hôm nay. Và một lần nữa chúng tôi xin mời cô dâu Bảo Quỳnh và chú rể Mạnh Công sẽ trịnh trọng ra mắt tới toàn thể quý vị. Hai bạn sẽ cúi chào khán giả đi ạ. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và trong buổi lễ phục quỳnh ngày hôm nay để chứng kiến những nghi lễ, những giây phút rất hạnh phúc và trang trọng của hai con, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Văn Đạo và bà Nguyễn Thị Mai là thân sinh của cô dâu Bảo Quỳnh. Kính mời ông bà sẽ rời vị trí danh dự của mình và cùng di chuyển đến sân khấu ngày hôm nay. Và ngay sau đây, trước khi đến với phần trao quà của ông bà Đạo Mai, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông bà nội của cô dâu Bảo Quỳnh sẽ có những món quà dành tặng cho hai cháu thân yêu của mình. Trân trọng kính mời ông bà. Chỉ cần nhau thôi. Xa nhau dù cuộc sống này thế nào.
sẽ không cánh xa bao giờ. Mộng mơ của em chẳng có lắng, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đã xa bao giờ.
thưa toàn thể các cụ, thưa các bà, thưa tất cả toàn thể quý vị, anh chị và các bạn, chúng ta đã có mặt tại khán phòng ngày hôm nay. À, thưa quý vị thân mến, yêu nhau thì mấy núi cũng leo, và mấy sông ta cũng lội, mấy đèo cũng qua. À, tình yêu nó thật là đơn giản, thiết thực, nhưng nó lại gần gũi, thiêng liêng và cao cả. Yêu và được yêu đó là niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta. Thưa quý vị, từ khi còn nhỏ, còn bé thì chú rể Mạnh Công và cô dâu xinh đẹp Bảo Quỳnh, hai bạn đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương đùm bọc của ông bà cha mẹ hai bên gia đình. Và khi con lớn trưởng thành, kính thưa quý vị, trên thiên con đường học tập và công tác thì Mạnh Công và Bảo Quỳnh họ đã quen biết và gặp gỡ nhau. Công và Quỳnh họ đã đến với nhau bằng những tình cảm, tình yêu thương chân thành nhất. À, thưa quý vị, được sự đồng ý nhất trí của hai bên gia đình, được sự chứng nhận của cơ quan chính quyền địa phương sở tại. Và hôm nay thứ hai, ngày 24 tháng 2 năm 2020 và nhằm ngày mùng 2 tháng 2 năm Canh Tý là ngày lành tháng tốt, mà tại hôn trường cưới gia đình của nhà trai chúng tôi, gia đình ông Úy, bà Yên long trọng tổ chức lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc trăm năm của chú rể Mạnh Công và cô dâu Bảo Quỳnh. Trong không khí vui tươi khán phòng hạnh phúc ngày hôm nay, sự hiện diện của tất cả quý vị đó là niềm vinh dự đối với gia đình chúng tôi. Và để cảm ơn tới tất cả quý vị thì gia đình cũng đã có chầu, có nước. Xin một lần nữa trân trọng và kính mời quý vị sẽ cùng xơi nước, xơi chầu. Và cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được giới thiệu tới hội hôn hai nhân vật chính, chủ nhân cánh thiệp hồng của chúng ta ngày hôm nay. Mời chú rể Mạnh Công và cô dâu xinh đẹp Bảo Quỳnh sẽ cùng ôm bó hoa tươi thắm bước lên lễ đường sân khấu để ra mắt và cảm ơn quý vị. Xin mời. Và kính thưa quý vị, đúng là trăm năm thì trong cõi người ta, trai tài gái sắc khéo là chọn nhau. Chuyện tình duyên có chầu cau, cha mẹ đã dặn hỏi, và cưới nhau thì cũng phải chọn ngày. Và hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày vui, ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Mạnh Công và Bảo Quỳnh. Và với sự hiện diện của tất cả quý vị có mặt ở đây là những người đã phải thu xếp công việc riêng tư, bớt chút thời gian ý nghĩa của mình, họ về đây để làm nhân chứng tình yêu và chúc cho hai em mãi mãi hạnh phúc. Để cảm ơn tới sự hiện diện của tất cả quý vị thì mời Mạnh Công và Bảo Quỳnh, hai em hãy dành một cái cúi chào để ra mắt cũng như cảm ơn quan viên hai họ. Xin mời. Và tại sao quý vị lại không dành một tràng vỗ tay để chúc mừng hạnh phúc cô dâu và chú rể chứ ạ? Xin được chân thành cảm ơn tất cả toàn thể quý vị. Và tiếp theo buổi lễ thì ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn đại diện của hai bên gia đình, một ông trưởng đoàn đại diện gia đình nhà trai, ông trưởng đoàn đại diện gia đình nhà gái. Mời hai ông sẽ vui lòng bước lên lễ đường sân khấu để chính thức buổi lễ thành hôn sẽ được bắt đầu. Đại diện hai bên gia đình là được sự ủy quyền của các cụ cao tuổi, hai ông sẽ trực tiếp có những ý kiến phát biểu trao và nhận dâu đã có mặt trên lễ đường sân khấu. Thì cho phép Minh Hiếu xin được chính thức tuyên bố lễ thành hôn mừng hạnh phúc trăm năm chú rể Mạnh Công sánh duyên cùng cô dâu Bảo Quỳnh xin phép được bắt đầu. Và quý vị chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chúc mừng hạnh phúc đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Cảm ơn sự hiện diện của tất cả toàn thể quý vị. Cảm ơn đơn vị trung tâm tổ chức sự kiện Mạnh Lan, một đơn vị rất là uy tín của quê hương chúng ta, đã mang đến một không gian sang trọng, một loạt pháo sáng rực rỡ. Đó là những gì quý vị chúng ta đã chứng kiến. Phần mở đầu lễ thành hôn của chú rể Mạnh Công và cô dâu Bảo Quỳnh đã diễn ra thành công tốt đẹp. Và để mở đầu buổi lễ ngày hôm nay, trân trọng kính mời ông trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái, ông sẽ có lời giới thiệu và đặc biệt sẽ có ý kiến phát biểu chào dâu. Trân trọng kính mời ông. Ông tân quý khách nhờ phúc ấm gia tiên, ông bà Mai Đạo sinh hạ ra cháu Quỳnh, ông bà Yên Úy sinh hạ ra cháu Công. Nhờ phúc ấm gia tiên, ông bà hai gia đình hôm nay chọn ngày lành tháng tốt tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Vì vậy, tôi thay mặt cho họ nhà gái xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông và toàn thể hội hôn một sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, được sự nhất trí của cơ quan chính quyền của địa phương, hôm nay hai gia đình chọn ngày lành tháng tốt long trọng tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Vì vậy, tôi thay mặt cho đoàn đại biểu của nhà gái giao cháu Quỳnh làm dâu con các cụ. Và giờ này là đến giờ tốt, vì vậy là tôi thay mặt cho đoàn đại biểu của nhà gái, tuy cháu có lớn nhưng đường đời cháu không va chạm, mong các cụ và ông bà Yên Úy bảo ban cháu để trở thành con dâu tốt dễ hiền. Vâng, tôi xin trân trọng cảm ơn các cụ và chúc các cụ mạnh khỏe. Xin trân trọng cảm ơn. Lời phát biểu hết sức là ngắn gọn, chân thành, mộc mạc
xúc tích và cũng đã đầy đủ ý nghĩa. Ông đã đại diện cho gia đình họ nhà gái và kể từ ngày hôm nay chính thức sẽ trao cô dâu xinh đẹp Bảo Quỳnh của chúng ta sẽ được về làm dâu con của gia đình ông Quý, bà Yên và làm vợ, làm người bạn đời trăm năm của chú rể Mạnh Công. Và phong tục của người Việt thì thưa quý vị, có đón, có đưa, có trao và có nhận. Đại diện gia đình nhà gái đã trao dâu. Trân trọng kính mời ông trưởng đoàn đại diện gia đình họ trai, ông sẽ có những ý kiến phát biểu nhận dâu và cảm ơn tới sự hiện diện của tất cả quý vị. Trân trọng kính mời ông. Rất vinh hạnh được thay mặt họ nhà trai xin được phát biểu trước các cụ, các ông, các bà, hai họ nhà trai và nhà gái và các quý vị đại biểu khách quý. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, gia đình hai họ nhà trai và nhà gái, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, hôm nay ngày lành tháng tốt được sự đồng ý của chính quyền địa phương, gia đình hai họ nhà trai và nhà gái tổ chức lễ đưa và đón cháu Quỳnh là con của ông bà Mai Đào về làm dâu con ông bà Yên Húy và họ nhà trai chúng tôi. Đến giờ phút này các cụ, các ông, các bà, gia đình hai họ nhà trai và nhà gái đã đón và đưa cháu Quỳnh về đến gia đình ông bà Yên Húy và họ nhà trai chúng tôi. Kể từ giờ phút này, cháu Quỳnh chính thức là dâu con của ông bà Yên Húy và họ nhà trai chúng tôi. Thay mặt họ nhà trai, tôi xin kính chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà, gia đình hai họ nhà trai và nhà gái, các quý vị đại biểu khách quý, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và những lời kính chúc tốt đẹp nhất. Trong không khí hân hoan tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, tôi xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, gia đình hai họ nhà trai và nhà gái, các quý vị đại biểu khách quý ăn trầu uống nước chia vui chúc phúc mừng hạnh phúc cho 26. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn ông rất nhiều và kính thưa quý vị thân mến, qua ý kiến phát biểu trao và nhận dâu của hai đại diện hai bên gia đình, đó là những nghi lễ đầu tiên trong lễ thành hôn của chú rể Mạnh Công và cô dâu Bảo Quỳnh. Trước khi đến với nghi lễ tiếp theo thì để thắt chặt cái tình cảm nghĩa thông gia mặn mà hai nhà như một, trước lễ đường có thể mời hai ông đại diện của hai bên gia đình hãy dành cho nhau một cái bắt tay, một cái ôm thật chặt để nghĩa thông gia hai bên gia đình chúng ta được gắn kết keo sơn. Và tất cả quý vị chúng ta cũng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng trong một sự kiện rất là trọng đại của hai bên gia đình ngày hôm nay. À, thưa quý vị, qua cái bắt tay của hai ông trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình thì như vậy chim khuyên này đã có đôi có bạn và chim nhạn đã có cặp có tình. Hai gia đình chúng ta kể từ ngày hôm nay đã chính thức có thêm thành viên mới. Nhưng các cụ ta xưa vẫn bảo rằng là phi cổ bất thành kim, không cha không mẹ lấy nơi đâu sinh thành. Ngày hạnh phúc biết ơn cha mẹ, thắp nén hương trầm để tưởng nhớ gia tiên. Mời hai ông đại diện hai bên gia đình, hai ông sẽ cùng đưa cô dâu và chú rể di chuyển trở vào phía bên trong tư gia gia đình của ông Úy, bà Yên. Và hai ông sẽ hướng dẫn cho hai bạn được làm lễ kính gia tiên phía trong nhà để tổ tiên sẽ chứng giám cho ngày hai bạn đã nên duyên hạnh phúc. Xin mời. Em xinh đẹp như một bông hoa hướng dương, hương thơm còn vương nhẹ nhàng nơi đây. Anh như người say theo em mỗi bước qua, anh như một gã ngu ngơ khờ dại. Em như nàng thơ mà ai ai cũng mơ, không gian lặng im chỉ còn hơi thở. Cho anh được cầm tay để dìu em bước lên con đường hạnh phúc đôi ta đợi chờ. Cười lên đi cô gái, là em chưa ai, ngại chi lo chi nữa, đã có anh đây rồi. Nhìn em màu áo trắng đẹp như một anh trăng, đối với anh là cô dâu đẹp nhất. Cười lên đi cô gái, từ đây mỗi sớm mai nụ hôn anh êm ái sẽ đánh thức em dậy. Cười lên đi cô gái, để cho anh thấy vui, anh hứa trọn đời.
một món quà, một kỷ vật của hạnh phúc và tình yêu. Xin được thưa với quý vị, đó chính là cặp nhẫn cưới sẽ được đeo lên ngón tay giáp út của nhau. Với những lời thề non hẹn biển, họ sẽ nguyện cùng nhau nắm tay nhau để bước đi trên con đường của hạnh phúc. Và hôm nay làm lễ tơ hồng để chúc cho Long Phụng được quả minh đời đời. Dù cho vật đổi sao rời thì tình chồng nghĩa vợ đời đời không đổi thay. Và xin quý vị đã có mặt ở đây hãy dành một tràng vỗ tay thật to và nồng nhiệt để cô dâu chú rể sẽ trao cho nhau cặp nhẫn tình yêu. Xin mời, mời hai bạn. Nghĩa trăm năm cũng từ đây, nhẫn trao tay một chút này để làm tim. Dù mai lên thác xuống gầy, tình chồng nghĩa vợ vững bền ta có đôi. Quý vị đang chứng kiến những nghi lễ rất là đặc biệt. Trước lễ đường, chú rể Mạnh Công và cô dâu Bảo Quỳnh đang trao cho nhau một kỷ vật của tình yêu. Cặp nhẫn cưới đã được đeo lên ngón tay giáp út của nhau. Và chúng ta tiếp gì một tràng vỗ tay thật lớn nữa để thay cho những lời chúc mừng hạnh phúc đi quý vị. Ở đây đã được chứng kiến hai em trao cho nhau một kỷ vật của tình yêu. Món quà là cặp nhẫn cưới và đó chỉ là một món quà về vật chất. Và tất cả các cụ, các quan bà cũng như quý vị ở đây muốn được chứng kiến hai em hãy dành cho nhau một món quà tinh thần, một cái ôm nhẹ nhàng, một nụ hôn ngọt ngào trên lễ đường sân khấu. Và không biết rằng là quý vị có đồng ý với ý kiến của riêng tôi không ạ? Vỗ tay đi quý vị. Vâng, là những tràng vỗ tay rất lớn và nồng nhiệt của toàn thể quý vị để đáp lại cái tình cảm đó thì không có lý do gì mà Công và Quỳnh lại không dành cho nhau một nụ hôn ngọt ngào đúng không ạ? Mời em hãy đứng tới mặt lại nhau, chú rể của em, cô dâu, cô dâu đặt tay lên bờ vai vững chắc của chú rể đi ạ. Anh sẽ đếm 1, 2, 3 thì nụ hôn sẽ bắt đầu và nụ hôn sẽ kết thúc. Khi nào anh đếm ngược trở lại tới 5 trở về 1 nha. Công và Quỳnh lưu ý 5 giây đấy nhá. Để chúng ta hôm nay đây ạ, gia đình đã quay phim này, chụp ảnh này. Nên chúng ta sẽ có một nụ hôn đúng trong thời gian 5 giây để có những thước phim và tấm hình đẹp nhất nhá. Anh sẽ đếm 1, 2, 3 thì nụ hôn sẽ bắt đầu. 1, 2, 3, xin mời. 5, 4, 3, 2. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn với tất cả quý vị để chúc mừng. Và vừa rồi đó là những giây phút hạnh phúc nhất. Và thưa quý vị thân mến, trong ngày vui, ngày hạnh phúc của chú rể Mạnh Công và cô dâu Bảo Quỳnh thì gia đình ông Uy và bà, ông Uy và bà Yên Phúc Long trọng tổ chức hôn lễ cho hai con theo cái phong cách là sự kiện. Và ngày hôm nay thì một không gian nhà dạp rất là đẹp, rất là sang trọng, đó là đến từ trung tâm tổ chức sự kiện Mạnh Lan đã mang đến cho gia đình, cũng như sẽ có những nghi lễ cắt bánh cưới và rót rượu chúc mừng lễ thành hôn ngày hôm nay. Nhưng trước khi đến với những nghi lễ này thì chúng tôi muốn được mời lên sân khấu là bố mẹ của chú rể Mạnh Công. Xin được mời bố mẹ của chú rể cùng với bố mẹ của cô dâu có mặt ở đây không ạ? Vâng ạ, nếu có thì cũng xin mời bố mẹ chú rể và bố mẹ cô dâu sẽ cùng vui lòng bước lên lễ đường sân khấu đi ạ. Vâng ạ, xin mời bố mẹ chú rể sẽ đứng bên chú rể và bố mẹ cô dâu thì xin mời sẽ đứng bên cô dâu ạ. Và trên lễ đường sân khấu lúc này thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị đó là những nhân vật quan trọng nhất của buổi lễ ngày hôm nay. Đôi tân hôn Mạnh Công và Bảo Quỳnh thì chúng ta cũng đã được biết ngay từ đầu chương trình rồi phải không quý vị? Và tôi xin được trân trọng giới thiệu với hội hôn đang đứng bên tay trái của chú rể rất là đẹp trai ngày hôm nay. Đó chính là sự hiện diện của ông Quý và bà Yên, bố mẹ kính yêu của chú rể Mạnh Công. Và chúng ta sẽ chào đón ông bà bằng một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt của toàn thể quý vị. Và đang đứng bên tay phải của cô dâu xinh đẹp Bảo Quỳnh ngày hôm nay không ai khác, xin được trân trọng giới thiệu tới hội hôn đó là sự hiện diện của ông Đạo và bà Mai, là những người thân sinh ra cô dâu xinh đẹp Bảo Quỳnh của chúng ta. Chúng ta cũng chào đón ông bà Đạo Mai bằng một tràng vỗ tay thật rộn rã của tất cả quý vị đi ạ. Và khi những nhân vật quan trọng đã có mặt trên lễ đường thì xin mời quý vị sẽ cùng với đôi tân hôn tiếp tục buổi lễ. Và trong ngày hạnh phúc thì sẽ có nghi lễ cắt bánh cưới, là một nghi lễ tượng trưng cho sự đồng lòng vượt qua những khó khăn gian khổ. Để tất cả các đôi viên ương, các cặp đôi sẽ luôn nắm tay nhau bước đi trên con đường của hạnh phúc. Vậy xin phép ông bà Úy Yên, ông bà Đạo Mai mời cô dâu chú rể hai em sẽ di chuyển trở về bên những chiếc bánh cưới để chia ngọt sẻ bùi cùng nhau. Xin mời. Tay mừng đĩa mối chén gừng, gừng canh mối mặn xin đừng quên nhau. Tiếp tục trong bánh cưới thứ hai. Bánh này bánh nghĩa bánh tình, tấm lòng son sắc giữa mình với ta. Và tầng bánh cưới thứ ba cũng được cắt ra, sáng như trăng sáng giữa ta với mình. Để chúc mừng hạnh phúc chú rể Mạnh Công và cô dâu Bảo Quỳnh. Tiếp theo buổi lễ xin mời hai em sẽ di chuyển trở về bên tháp ly. Ta thì nó có những hương vị nồng nồng, cay cay. Và đó cũng chính là những hương vị rất là đầy đủ và trọn vẹn. Và tuyệt vời quá, một tràng vỗ tay đi quý vị. Hỡi như thần tình yêu bất diệt, từng giọt tình yêu, từng giọt hạnh phúc
gìn giữ chất chiêu cùng năm tháng. Màu hoán men tình đã kết thành sợi chỉ vàng gắn kết trên đấng sinh thành. Tuyệt vời quá. Mỗi ly một ít thôi ạ. Và số rượu còn lại thì cô dâu chú rể rót hết lên tháp ly để tình yêu được trọn vẹn và viên mãn. Xin được kính thưa các cụ, các bà và thưa quý vị khách quý thân mến, người xưa thường có câu nói rằng ơn bốn chữ củ lao sinh thành dưỡng dục, 9 tháng cưu mang, 3 năm 6 tháng áp bổng, chỗ ướt mẹ nằm như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Và được ngày vui ngày phúc, ông bà Quý Yên cùng với ông bà Đạo Mai sẽ nhận những ly rượu tình, rượu hiếu mà hai con mời trong ngày vui hạnh phúc trong ngày hôm nay. Và chúng tôi đã chuẩn bị hai ly rượu cao cho cô dâu và chú rể, mỗi người một ly, và xin phép ông Quý và Yên di chuyển sang 2-3 rô thì mời gia đình chúng ta sẽ cùng cạn ly nhá. Tất cả sẽ chạm ly vào giữa để chụp ảnh đi ạ. Thưa quý vị thân mến, gạo vàng để múc diễn tiên và rót vào bình ngọc nên duyên tương phùng. 1, 2, 3 rô, xin mời. Và xin mời gia đình chúng ta sẽ uống ly rượu mừng hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Hai bạn Mạnh Công và Bảo Quỳnh sẽ quắc chéo tay uống rượu sau môi cùng nhau đi ạ. Cùng cầm rượu tay phải, Mạnh Công và Bảo Quỳnh quá mà bảo uống rượu quắc chéo tay còn chả để quắc chéo luôn. Vâng, và chúng tôi xin được chúc cho nghĩa thông gia ra bên gia đình được gắn bó keo sơn bền chặt. Hôm nay kết tình thông gia, tình thâm như nước, hồng hà cửu long. Và xin được chúc cho chú rể Mạnh Công của cô dâu Bảo Quỳnh mãi mãi hạnh phúc. Sau khi đã uống rượu mừng của đôi tân hôn thì mời các ông bà sẽ ở lại sân khấu để chụp ảnh kỷ niệm. Xin mời đơn vị. Xin được cảm ơn và xin mời các ông bà hãy dành cho nhau những cái bắt tay trên sân khấu đi ạ. Hai ông bà thông gia để kết chặt tình nghĩa thông gia giữa hai bên gia đình. Nghĩa thông gia mặn mà thì hai nhà như một, chúc cho tình nghĩa thông gia được gắn kết keo sơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn ông bà Đạo Mai. Xin mời ông bà Đạo Mai lại tiếp tục an tọa để xây nước xây chầu. Và lớn lên lấy chồng thì là lẽ đương nhiên, và mong gái sẽ thành dâu hiền để trai thời rể thảo, đôi bên thuận hòa. Và hôm nay thì hai bạn đã được về chung một mái nhà, gia đình bà nội, bà ngoại cùng với bố mẹ và cô dì chú bác có rất là nhiều những cái phần quà để chúc mừng hạnh phúc đôi tân hôn. Và món quà cưới đầu tiên thì tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu là bà nội của chú rể Mạnh Công. Con xin được mời bà sẽ vui lòng bước lên lễ đường để bà có phần quà và chúc mừng hạnh phúc hai cháu. Xin mời bà nội của chú rể. Kính thưa quý vị thân mến, bà nội của chú rể Mạnh Công, bà tuổi nội luôn luôn thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an khang, trường thọ. Xin được chân thành cảm ơn bà. Và sau khi trao quà thì con xin mời bà nội sẽ ngồi ghế đây. Ta đang được chứng kiến món quà là bà ngoại của chú rể. Bà Mạnh Công và Bảo Quỳnh cũng xin được chân thành cảm ơn bà ngoại. Và con cũng xin được chúc bà luôn luôn là thật là nhiều sức khỏe. Như bách tùng đứng giữa đỉnh non, cây cao bóng cả để cháu con xin được nương nhờ. Con xin được chân thành cảm ơn bà ngoại. Trước lễ đường bố mẹ cũng có quà để chúc phúc hai con. Và xin phép được đỡ lời chú rể Mạnh Công và cô dâu Bảo Quỳnh. Xin được chân thành cảm ơn món quà của bố mẹ. Và cũng xin được chúc cho bố mẹ cùng với gia đình chúng ta luôn luôn sống chan hòa, niềm vui và hạnh phúc. Sau khi trao quà thì cũng xin mời bố mẹ sẽ ở lại sân khấu để chụp ảnh kỷ niệm với cô dâu chú rể. Thưa quý vị thân mến, chú bác thì như cha, bá gì thì như mẹ. Và sau món quà cưới của bố mẹ, xin cảm ơn bố mẹ. Cô sẽ đại diện cho hội liên gia hỗ trợ trung tâm thương mại của gia đình ông bà Yên Quý có quà để chúc mừng hạnh phúc cô dâu và chú rể. Xin mời đại diện của hội sẽ có đôi lời phát biểu và chia sẻ. Tôi đại diện cho hội phụ hỗ trợ trung tâm thương mại là hội của ông bà Yên Quý để có một cái món quà nhỏ để tặng hạnh phúc cho các cháu.
gia hỗ trợ trung tâm thương mại ở huyện Yên Lạc. Cảm ơn Hội Liên Gia cũng đã về chung vui và giúp đỡ gia đình trong suốt những cái thời gian qua, những ngày qua để có một chương trình lễ thành hôn. Và hội hôn hãy dành một tràng vỗ tay cho Hội Liên Gia đi ạ. Xin cảm ơn. Và xin mời bố mẹ lại sân khấu và mời em của chú rể sẽ lên sân khấu để chụp ảnh gia đình. Thưa quý vị, đúng là anh em thì như thể tay chân rất lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Và hôm nay là ngày thành hôn của anh. Thì hai em Minh. Xin được cảm ơn hai em. Và sau khi tặng quà thì mời hai em sẽ ở lại sân khấu để chụp ảnh với bố mẹ và anh chị. Ông bà Yên Úy và họ nhà trai chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được chân thành cảm ơn hai ông rất là nhiều qua ý kiến phát biểu của hai ông đại diện hai bên gia đình. Thì lúc cũng là lúc lễ thành hôn của chú rể Mạnh Công và cô dâu Bảo Quỳnh đã thành công tốt đẹp. Một lần nữa cảm ơn tất cả toàn thể quý vị. Xin được cảm ơn hai ông trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình và mời ông lại tiếp tục di chuyển xuống phía dưới ạ. Some things are meant to be, and that you'll make a better me every day. I love you. I never thought that dreams came true, but you've shown me that they do. You know that something new every day. I love you, 'cause I believe that destiny is out of our control, and you'll never live until you love and soul. It's a touch when I feel bad. It's a smile when I get mad. All the little things I had every day.
Would you say yes? Together we're the very best. I know that I am truly blessed. Every day I love you. And I'll give you my best. Every day I love you. Oh yeah.